Quy tắc: hãy giữ im lặng. Bạn sẽ trở thành người nắm luật chơi. Bạn sắp dấn thân vào cuộc thám hiểm có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Tất nhiên, nếu bạn chấp nhận sứ mạng đó, bạn sắp khám phá con đường biến bạn thành một người lạc quan, hạnh phúc và thành đạt trong mọi việc. Vì thế, chẳng có gì đáng để kể với người khác. Hãy giữ im lặng. Chẳng ai ưa một kẻ luôn tỏ ra thông thái. Chính thế đấy, quy tắc đầu tiên: hãy giữ im lặng. Sẽ có lúc bạn muốn nói với mọi người rằng bạn đang làm gì, bởi lẽ tự nhiên bạn muốn chia sẻ với ai đó. Nhưng bạn không thể và cũng đừng làm điều đó. Hãy để họ tự tìm ra mà không cần bạn gợi ý. Có thể bạn cho rằng như thế không công bằng, song thực tế lại công bằng hơn bạn nghĩ đấy. Nếu bạn nói cho họ biết, họ sẽ thấy ngại ngùng. Cũng phải thôi, chúng ta ai chẳng ghét bị kẻ khác lên lớp. Cũng tương tự như khi bạn bỏ thuốc lá và bỗng nhận ra sống không có thuốc lá mới khỏe khoắn làm sao. Và thế là bạn muốn thay đổi tất cả những đứa bạn cũng hút thuốc như bạn. Vấn đề là khi đó họ chưa sẵn sàng từ bỏ, và rồi bạn sẽ thấy họ gán cho bạn những cái tên kiểu như làm trò, ra vẻ ta đây, hay thậm chí còn tệ hơn, hắn trước đây cũng là con nghiện. Những biệt danh đó thật chẳng dễ chịu chút nào. Đừng lên lớp tuyên truyền hay thậm chí đã động đến vấn đề. Quy tắc đầu tiên khá đơn giản, đó là đừng bao giờ lên lớp người khác tuyên truyền, cố tình xoay chuyển, hét tướng lên với mọi người hay thậm chí đã động đến vấn đề. Bạn sẽ nổi bật hơn vì bạn đã thay đổi thái độ với cuộc đời. Mọi người sẽ hỏi bạn đã và đang làm gì. Khi đó bạn có thể trả lời: chẳng có gì cả, đơn giản là một ngày đẹp trời và bạn cảm thấy tốt hơn, hạnh phúc hơn, hoạt bát hơn, vui tươi hơn, hay bất cứ cảm giác gì. Không nhất thiết phải cụ thể quá, bởi mọi người cũng chẳng thực sự muốn biết. Cũng giống như khi ai đó hỏi bạn dạo này thế nào, thì họ chỉ muốn nghe một từ duy nhất: mọi việc vẫn ổn cả. Kể cả khi bạn đang vô cùng chán chường, họ cũng chỉ muốn nghe có thế, bởi nếu hơn có nghĩa là họ lại phải nói tiếp. Và với vài ba chữ bạn dạo này thế nào, thì chắc chắn đó không phải điều họ thực sự muốn hỏi. Họ chỉ muốn bạn nói tốt, và khi đó họ có thể tiếp tục làm việc của họ. Nếu bạn không trả lời như thế, thay vào đó thản nhiên bộc bạch san sẻ gánh nặng cho họ, họ sẽ bỏ chạy thật nhanh. Là một người nắm luật chơi cũng như vậy. Chẳng ai thực sự muốn biết cả, vì thế hãy cứ giữ im lặng. Vậy bạn hãy cứ tiếp tục làm như thế, tiến hành mọi thứ trong im lặng, bắt đầu một ngày thật hạnh phúc và hài lòng mà không cần nói với ai. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết video. Nếu quý vị thấy những chia sẻ của kênh là hữu ích, xin vui lòng cho một đăng ký kênh, một nút like và để lại bình luận để kênh có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ. Và quý vị đừng quên nhấn chuông để xem những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.